Hello, chào các bạn. Chào các em cháu trên YouTube. Hôm nay mình đi du lịch nha các bạn. Hôm nay mình đi Nha Trang và đi Đà Lạt. Tour này mình đi là 5 ngày nha các bạn, 5 ngày 4 đêm. Rồi mình đi mình quay cho các bạn xem nha. À, xe mình tới 45 ghế nên là chị chú mình cứ yên tâm. Với cái quá trình mình đi như vậy đó, mình cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ dừng chân một lần để cho gia đình chúng ta mình đi vệ sinh. Và theo tiêu chuẩn đường bộ, theo bộ giao thông vận tải thì cứ xe mình chạy khoảng tốc độ là 70 đến 80 cây số trên đường cao tốc. Trước khi khởi hành động, chúng ta cho một tràng pháo tay được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, hết cao tốc qua Long Thành Dầu Dây, chúng ta sẽ ghé ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình lớn tới Phan Thiết, dừng chân ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, chúng ta sẽ tiến thẳng đi Nha Trang. Ngày hôm nay là quý vị chúng ta sẽ ngồi trên xe là khá là nhiều. Nhưng mà bù lại thì trên cái cung đường mình đi như vậy, mình sẽ dừng chân để cho đoàn mình được ngắm cảnh, tham quan, xem những cảnh đẹp thiên nhiên của Việt Nam chúng ta. Thiên nhiên ưu đãi cho Việt Nam chúng ta rất là nhiều cảnh đẹp. Và bây giờ thì Cường sẽ giới thiệu những anh em bên du lịch Viettravel, bên đội phục vụ, người đang cầm vũ lăng, đó là anh Lâm. Anh là tài xế xe, là một trong những thành viên rất là quan trọng. Vì cho anh Lâm một tràng pháo tay được không ạ? Người thứ hai đó là người điều khiển âm thanh ánh sáng trà vô lăng, mở hầm xe, có thể liên hệ với em Thanh là người phụ lái trong chuyến đi ngày hôm nay. Và Cường là người thứ ba. Cường có nhiệm vụ phụ trách cho về ăn ngủ, đi chơi. Và nói chuyện với anh chị, ai có bị khét gì đó cứ nói chuyện tâm sự với em trong quá trình mình đi. Và mình đi như vậy là mình sẽ đi 5 ngày 4 đêm. Trong quá trình mình đi như vậy, ví dụ mình ăn không được, mình ngủ không được, mình chưa có thoải mái, hoặc về bất cứ một vấn đề gì, chúng ta vui lòng báo liền. Ví dụ chỗ này ăn mình không hợp khẩu vị thì chúng ta mình sẽ báo để Cường biết, Cường thay đổi theo khẩu vị của đoàn mình. Còn quý anh chị mình không báo thì Cường không biết, hoặc là vô trong phòng nhận phòng, phòng này mũi quá, phòng này hôi quá cũng báo luôn, phòng đó không đạt tiêu chuẩn mình cũng báo luôn, để có nghĩa là anh chị chúng ta mình sẽ được hưởng thụ một cái chuyến đi thực sự là trọn vẹn, để cho đoàn chúng ta mình khi mình quay trở về với lại gia đình của mình cảm nhận được đây là một chuyến đi thực sự là thú vị. Trả được không gia đình ơi? Tất cả mọi khúc mắc, tất cả những cái gì quý vị chúng ta mình không để trong bụng để mang về nhà, chúng ta đi chơi là chúng ta sẽ xóa hết tất cả mọi thứ. Để quay trở lại với Việt Nam, quay lại với gia đình, chúng ta sẽ đón một cái chung năm 2019 được nhiều niềm vui hơn. Rồi cho một tràng pháo tay thật lớn nữa, bắt đầu di chuyển thôi. Dạ bây giờ Cường sẽ gửi những phần quà đầu tiên bên Viettravel để trao tặng đến người ta, đó là những món quà ra mắt đầu tiên để làm quen. Bên Viettravel luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của chuyến đi. Nên là gia đình sẽ được nhận mỗi thành viên một cái nón, sau đó là mỗi người sẽ được một chai nước. Nón là để che nắng cho quý vị chúng ta mình đi Nha Trang ra. Nha Trang có cái nắng, có cái gió và có những cái đẹp rất đẹp. Nhưng mà nắng với gió như vậy làm chúng ta sẽ dễ bị cảm nắng, say nắng. Say nắng ở đây không phải là mình bị nắng quá, có nghĩa là say vì biển, say vì những người phụ nữ ở Nha Trang rất đẹp, say vì những bãi cát trắng, xây về biển nước trong xanh đó, nên là chúng ta đội cái nón để mình sẽ được che bớt đi những cái đẹp như vậy. Rồi ok, bây giờ cần gửi nón nha. Đội nón này kìa, wow, giống nón dược trên bồ quá. Chú Cần Thơ hả chú? Chú hả? Chú Vĩnh Long hả? Trời, mình di chuyển tới Đồng Nai rồi các bạn ơi. Đây là sông Đồng Nai nha.
Rồi đây tới điểm ăn sáng các bạn ơi. Đây là cơm sườn các bạn ơi, quá ngon luôn. Bún bò, cơm bên kia cũng là quá buồn cơm. Vậy bà ăn cơm, ai mà không ăn cơm là hối hận nha. Em đâu có sợ đâu, có gì ăn chén. Khoa ăn hủ tiếu hả? Dạ. Đây hủ tiếu đây. Hút ăn hủ tiếu luôn hả? Dạ. Cái nước nó sao cảm thấy sao? Dạ. Dì rào. Uống nước gì người ta hỏi kìa. Uống nước gì là gì người ta cho mình uống luôn hả? Ừ, mình uống nước gì á. Đây các bạn thấy không, ở trong nồi mình mới lấy ra nè. Wow. Quá ngon luôn. Cơm này á, theo mình thưởng thức á, mình thấy á là cái cơm cháy nó không được giòn ha. Nhưng mà cái cơm nạc á thì nó cũng chẳng có được mà dẻo. À, cái này phải nấu gạo dẻo nó mới ngon. Còn miếng thịt này là nướng khô quá. À, khô quá. Với ướp cái vị á, nó làm như nó không hợp với mình. Vậy thôi. Rồi xin chia sẻ với các bạn nhiều á. Còn các món kia ăn thì không, mình không biết sao. Bao nhiêu trung bình thôi. Trung bình phải không? Dạ. Rồi báo cáo với công ty Viettravel. Quán ăn này là coi như là tạm được, trung bình thôi. À. À. Giải quyết được bụng đói để đi đường xa. Vậy thôi. Ok. À, thường là đầu hồi là lấy được 4 giờ, tiêu chuẩn cao nhất là 4 giờ. Nhưng mà người đàn ông là phải có nhiệm vụ là phải lo được cho tất cả những người phụ nữ chúng ta cưới về. Người thứ nhất có gì là người thứ hai có y như vậy. Nhưng mà người thứ nhất đồng ý người thứ hai mới ra được cưới. Khi mà cưới á, là phải hỏi bà thứ nhất, bà thứ nhất đồng ý mới cưới người thứ hai. Muốn cưới người thứ ba bà thứ nhất, bà thứ hai đồng ý mới cưới người thứ ba. Cứ tương tự như vậy. Nhưng mà cứ mua đồ, ví dụ mua nhà thì phải mua 4 căn. Xe cũng hơn 4 xe đó, phải vậy đó. Nên là những người ở bên Việt Nam chúng ta cái tình trạng mà ly hôn thì nhiều, nhưng mà bên nước ngoài ít. Do là người ta sống cái kiểu thoải mái nên là người ta ít ly hôn. Còn bên Việt Nam mình ly hôn do là khi mà mình cưới về rồi á, bắt đầu mới cảm nhận được đây là ngõ vắng, cái ngõ cụt của tình yêu. Lúc tình yêu thì con đường rộng mở, muốn đến được với nhau. Yêu rồi thì về lại khác. Không, mà tình trường của Cường bây giờ, nếu mà so với trên xe thì còn thua xa mấy chú trên xe lắm. Mấy chú trên xe là coi như là tình trường là dài. Rồi mình thấy là bây giờ. Rồi cho em chàng hối tay được gia đình ơi. Tại cái micro này là hát chay nha, nên là nhiều khi giọng hát của em nó nằm ở quá tuyệt vời. Nhưng mà nhưng mà bây giờ hát là coi như là tuyệt vọng luôn. Vô. Dạ, yêu cầu mỗi một người thích cao. Dạ. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng thăm con bò chiều hoang. Đường mòn quanh co ôm chân hàng che thăm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong chiều vui phố xưa. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, từng bừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước ơi, tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi mươi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai sầu thương héo hắt, nhặt quà để rồi đêm xuống ngậm ngùi.
mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà nhớ thương từng bàn xa. Bàn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời thơ. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chăng. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang, tương bừng đón ta về. Dạ hết ạ. Dạ. Quá hay luôn. Em đã nói rồi, giọng hát của em mà nằm trên tầm cao quá tuyệt vời. Dạ, cái lời của bài hát này á, thường là đi vào lòng người của mình, những anh chị mà mình đi xa xứ mình quay trở lại với hương hồng, mặc dù á chúng ta mình đi ra nước ngoài mình lập nghiệp, nhưng mà ai cũng nhớ về Việt Nam, vì đây là cái nơi mà chung nhau cắt rốn, là sống từ lâu. Nhưng mà có nghĩa là người ta vẫn thích đi nước ngoài, vẫn thích nước ngoài, thích ở bên nước ngoài hơn. Việt Nam chúng ta thì ở bên đây được con cái là muốn ăn cái gì bước qua được, có đồ ăn. Muốn làm gì cũng được. Ở đây là sáng đi nhậu, trưa đi nhậu, chiều đi nhậu. Ở bên nước ngoài sáng không nhậu, trưa không nhậu, chiều nhịn luôn. Là bên nước ngoài là chỉ có muốn ăn gì đó vô vô nhà hàng. Còn đây là ra tối là người ta bày ra ngoài đường, người ta bán đầy hủ tiếu gõ, bán đầy đường, muốn ăn cái gì cũng có, rất là thoải mái. Nên là hầu như là người ta thích về Việt Nam như vậy. Với cái ở bên nước ngoài, những người đàn ông á, người ta không có thể quýnh vợ được, nên là buộc phải rủ vợ về Việt Nam. Khi vừa xuống phi trường, vừa bước xuống, vừa nhập cảnh, vừa để về Việt Nam quýnh vợ. Về đây quýnh vợ, về đây quýnh vợ đã. Dạ. Ở nước ngoài á, thì muốn ăn thì vô nhà hàng. Dạ. Còn ở nước trong thì muốn ăn ở nhà bạn. Dạ, qua nhà bạn. Cùng nhà bạn. Bởi vì mấy anh mà ở bên nước ngoài thì đàn ông mình ở bên nước ngoài khổ. Quýnh vợ không dám quýnh, vừa đụng vô cái nay quanh. Bắt phạt liền, cảnh cáo lần thứ nhất. Nhưng mà mỗi lần phải mình thấy ngọt ngọt, rủ về Việt Nam. Vừa nhập cảnh xuống phi trường một đêm. Đến trả thù dân tộc. Dạ, trả thù nha, chúng anh đừng làm thiệt. Nói hướng nhân viên này hướng dẫn chết luôn. Hello, chào các bạn. Hôm nay mình đi tới bò sữa Long Thành rồi các bạn ơi. Vô mua bò sữa. Sữa bò. Bánh tráng. Cơm trái. Cơm trái. Ồ. Ngộ ha. Dày quá ha. Thôi làm sao dày quá vậy? Ồ. Không biết ngon không à? Chào hả? Thấy ngon ha. Dạ, ngon quá à. Dao này ăn chay được hả? Đây là sữa bò. Dạ, sữa bò. Sữa bò cũng như bò sữa. Kem. Bò sữa. Ủa này, chai này, chai này gì vậy? Sữa gạo lứt hả? Ồ, sữa gạo lứt hả? Nó cũng có bò sữa luôn hả? Dạ không. À, gạo lứt không hả? Gạo. Cảm ơn. Đây, bánh. Bánh gì? Bánh gì con? Dạ, bánh thằng La chứ. Hả? Bánh thằng La. Bưởi da xanh. Ổi táo. Đây, bưởi da xanh đây các bạn ơi. Là nóng nhẹ thôi. Rồi, tới Phan Thiết các bạn ơi. Khoảng 37 độ. Theo đồng hồ FIFA của Cường là bây giờ là 10 giờ. 11 giờ chúng ta sẽ ăn cơm. Rồi khoảng 10 phút nữa thì mình sẽ tới cái nhà hàng. Anh chị mình đi xuống bãi biển Đồ Dương của Phan Thiết. Chúng ta ngắm biển, chụp hình, nhìn cái mũi né.
mình chụp hình kỷ niệm ở cái tại thành phố Phan Thiết. Rồi sau đó mình ở đây là dân ở đây gọi là chờ mà dạng có biểu tình bạo động gì đó, dân nay đứng lên ra chỗ ngay cái chỗ cơ quan hành chính nhà nước đã đốt sạch. Thì mình nhớ là cách đây khoảng mấy tháng á, là có vụ biểu tình ở Phan Thiết là biểu tình mạnh nhất. Ở đây là biểu tình là dân, có nghĩa là trong nỗi niềm của con người ta bức xúc nhiều thứ chứ không phải một thứ đâu. Nên là chỉ đợi thời cơ thôi, đợi thời cơ bộc phát thôi. Yeah. Chờ đợi thôi. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta là biểu tình là chỉ dọn trong vòng 15 phút là xong. Cứ thấy ai chứng đầu chạy cầm bản giờ bắt bỏ xe. Bắt thằng đầu bỏ xe mấy xã bỏ chạy trơn. Rồi anh chị ở bên trái đây là bãi biển Đầu Dương. Ở đây người ta bán rất là nhiều đồ, những về ba cái khô mực khô này đó anh chị mình có mua nha. Ở đây là đồ hàng tẩm không mà. Mình cũng không xác định được hàng ngon gì ở đâu, mình chủ yếu là đi chơi thôi. Đi chơi chụp hình thưởng thức rồi ăn uống đặc sản nhẹ thôi. Đó. Khu vực bên trái đó là bãi biển. Đây là bãi biển Đầu Dương. Chúng ta sẽ ăn ở bên phải. Đây là nhà hàng Bình Minh. Một trong những hàng rất là nổi tiếng ở Phan Thiết. Cũng có quán cà phê đằng trước. Cái phong cách ra cái khu vực mà Nam Trung Bộ. Rồi mời mọi người dùng cơm trưa. Xin mời Sipai Buồn ơi. Mực hả? Mực dùng thịt. Rồi cá gì? Cá bóp. Bóp cò. Rồi bánh là thịt hả? Thịt bằm gì đó. Cái này là gà. Gà đến thịt bằm. Còn cái kia là cái đó là gà. Thịt gà. Gà. Lâm mặn. Ôi từng lâm mặn. Còn cái này là cơm. Dạ này cơm. Còn này ly nước. Này ly nước. Vô. Xin mời các bạn vô. Đưa lên làm lại, đưa lên làm lại. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. Vô nước trà không? Các bạn mình về đi du lịch chuyến này về xem phim mình bỏ lên ha. Vô YouTube đánh Thanh Triều. Vô xem nhớ nhấn subscribe ha. Đăng ký ha. Mình sẽ bỏ hết cái chuyến đi này lên cho các bạn xem. Rồi mời các bạn nâng ly cái mình quay phim nghe bỏ lên YouTube coi chơi. Rồi chia 1, 2, 3 chia. Rồi các bạn ngon miệng ha. Mình đi chuyến đi này là mình sẽ chụp hình quay phim cho các bạn, nếu các bạn nào thích thấy những cái cảnh nào đẹp thích chụp bỏ lên Facebook cho các bạn xem. Rồi YouTube này về đó các bạn vô đánh Thanh Triều ha. Vô YouTube đánh Thanh Triều. Thanh Triều. Cách khoảng chứ Thanh Triều là cái trang đó là cái channel của tôi. Rồi chúc mọi người ngon miệng. Dạ, ăn chứ không ăn mất thần sao? Ăn chân vô cá bóp mà. Hấp dẫn nè. Dạ. Ăn chứ. Rồi, đoàn mình vừa ăn cơm lên xe, tiếp tục hành trình ra Nha Trang các bạn ơi. Mình chuẩn bị đi Nha Trang.
Dạ. Ra ngoài tắm biển. Ra ngoài tắm biển. Sống. Nên nó không có chắc, không có dẻo. Nó không có dẻo như cái gạo miền Tây. Đó nên là hạt gạo ở đây thì nó không có chắc. Ở đây thì miền, ở đây miền Đông hả? Dạ. Ở đây miền Trung chứ? Nam Trung Bộ. Ở đây Nam Trung Bộ. Tức là bắt đầu bước vô khu vực tỉnh Bình Thuận là Nam Trung Bộ. Nam Trung Bộ là nổi dài ra tới Nha Trang luôn. Trung với Nam lai nhau. Dạ nó lai. Rồi đi về phía Nam á, nó đi về phía Nam. À. Chúng ta sẽ đi cái con đường mới luôn nha cô chú. Mình đi cái con đường mới. Đường cặp biển phải không? Dạ đường cặp biển. Ồ đường đẹp lắm. Đường nó tránh đi quốc lộ 1. Hôm ổng chú về chú có đi rồi. Dạ, dài hơn so với đi quốc lộ 1. Đẹp lắm, đi cặp biển đẹp lắm. Gia đình mình sẽ không có nhìn thấy được biển, những cái đồi cát sa mạc của Mũi Né, Phan Thiết. Nên là chúng ta sẽ đi cặp theo cái đường biển xa hơn khoảng 20 cây số. Nhưng mà con cái là chúng ta có thể là chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của bãi biển. Nhìn những cái rặng dừa bên mông bao la mặt khác. Ở đây nếu mà buổi sáng chúng ta ở Phan Thiết thì mình sẽ đi tham quan đồi cát, đi thưởng thức dừa Ba Nhát. Dừa Ba Nhát ở Hàm Tiến. Dừa Ba Nhát ở đây có nghĩa là cô bán dừa, người ta chặt cái dừa đó trong vòng Ba Nhát Dao. Ba Nhát Dao là có thể uống được rồi. Còn uống chặt không, gì chặt gì chặt gì bốn nhát á. Bốn nhát là có nghĩa là mình uống mình không trả tiền. Nhát nó chặt mình là dừa bốn nhát. Dạ dừa bốn nhát. Ở đây khi mình vào tới trong khu vực Mũi Né là người dân trong đây là chuyên về làm nước mắm thôi cô chú. Làm nước mắm nè, rồi khô, rồi mực, mực một nắng, mực trứng, rồi bánh rế, bánh bột lọc. Là nguyên một cái khu vực Mũi Né là dân đây người ta làm đó. Và cái nước mắm ở đây là có từ năm 1809. Khi mà thành phố Phan Thiết này bắt đầu có tên là bắt đầu là có nước mắm rồi. Sản xuất nó, thậm chí nó là mình có những người bạn, vàng đó các bạn. Có những người bạn là người lầu ổng vàng đó, lầu ổng vàng đó. Mình thấy người ta mình vô mình ăn cơm, mình ăn cơm có nghĩa là những người lớn người ta sẽ ăn cơm nhiều hơn và chừa lại đồ ăn đó là người ta sẽ để dành cho trẻ em, có nghĩa là trẻ em ăn để nó lớn, còn mình ăn lớn rồi mình ăn cho nó no thôi, mình ăn cho nó no được, còn đồ ăn là mình chừa lại. Sao là mình có đi ăn chung với người chung á, thấy người ta ăn cơm không? Đồ ăn trời nguyên đó, để nguyên vậy, có nghĩa là để dành cho trẻ em hình thành và tính cách. Nên là do là cái thiên nhiên như vậy nên là người ta lúc nào cũng thấy cần kiệm để dành cho cái mùa gió bão đó người ta để tiêu xài. Còn đối với những người ở khu vực ở miền Tây Nam Bộ là được thừa hưởng bởi hai con sông ấy, đó là sông Tiền và sông Hậu. Người ta không cần phải suy nghĩ tới món ăn, không cần phải suy nghĩ tới ngày mai thì chúng ta phải ăn cái gì. Người ta chỉ cần ra ngoài đồng hái rau và thả cái lưới vớt lên con cá ta rồi vô kho là có đồ ăn. Nên là người ta có thể ở bên Trung Quốc khi mà qua đây người ta mở luôn cả những cái tour luôn. Đánh đỏ mùa ha, là chỉ có đăng ký rồi đi rồi không tour không đồng luôn á. Tour không đồng đăng trên báo quá trời luôn chứ chỉ bỏ ra đi chơi. Đánh đỏ là bay lại cả. Còn những nhà hàng đó là bên Trung Quốc cho người qua bên nhà hàng đó. Đây, Nha Trang lên đèn này đây các bạn. Mình quay cho các bạn xem nha. Giờ này là 6 giờ kém 10. Đó, mấy cái trụ đó là qua Vinland đó nha các bạn. Đó, mình quay gần, đông gần này cho các bạn xem. Đó, Vinland bên này. Các bạn thích nhớ nhấn like và subscribe nha các bạn. Like. Chia sẻ cho mọi người cùng xem nữa. Mấy bạn subscribe á, mấy bạn sẽ không có bị mất mát gì hết, nhưng mà rất là một cái sự giúp đỡ rất là lớn cho ba của mình đó. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha. Nhớ subscribe nha. And then nếu mấy bạn subscribe á, xong rồi đó nó sẽ hiện lên cái chuông á, mấy bạn bấm vô cái chuông là mỗi lần ba mình up cái video mới lên thì mấy bạn sẽ được thấy
cái video đó, mấy bạn sẽ coi. À, nếu mà bạn thích thì nhớ bỏ cái thumbs up. Like là thích. Rồi xin bye bye các bạn. Bye bye. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại những video kế tiếp các bạn. Bye bye.